Từ nhiều năm nay, sông Ba Xã ở thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm dòng chảy, gây khó khăn cho công tác tiêu thoát nước. Đây là khu vực cống ngã tư đội 6 thôn An Lạc. Trước đây, lòng sông rộng hàng chục mét, nhưng đến nay nó đã bị thu hẹp. Nguyên nhân là do một số hộ ven sông đã đổ gạch đá lấn chiếm lòng sông để xây dựng các công trình và xả rác thải bừa bãi xuống lòng kênh, gây ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy. Vì vậy, khi có mưa lớn, việc tiêu nước gặp rất nhiều khó khăn. Theo người dân ở đây, rất nhiều lần khi có mưa, nước từ sông không tiêu thoát được, chảy ngược vào nhà dân, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống sản xuất. Mưa to thì nước ở đây này sẽ là bị ngập. Ngập thậm chí nhà em vừa rồi ngập lợn, còn ngập hết cả chuồng lợn, chết hết cả con lợn, không thoát đi được. Ở đây thì có bên này có hai hộ này, và bên này có một hộ, bên sông đầu bên này có một hộ nữa. Thế người ta lấp. Đấy, ví dụ là đầu tiên đây chỉ có khi là lửa cái nhà cái thôi, nhưng mà dần dần là bây giờ đến 3 suất, 4 suất đất. Thì con sông này nó to lắm mà không có hiện tượng ngập úng đâu. Nhưng bây giờ thì em không biết, đi một thời gian về là thấy trên kia bây giờ thành đất tư nhân hết rồi. Và xong là hôm vừa rồi mưa gió nó ngập úng hết trong cống, trong làng, nhiều chỗ nó không thoát được nước. Không có trách nhiệm ở đây thì thực sự sau này nó sẽ ngập úng, và người ta xây toàn công trình kiên cố rất là khó giải quyết. Mà chỗ này là chỗ thoát nước của nước thải sinh hoạt của cả làng. Người dân cho biết vị trí cống này là vị trí quan trọng nhất, là rốn nước. Nước tập trung từ ruộng và các khu dân cư đều đổ dồn về cống thoát này. Cách cống ngã tư không xa, một hộ dân đã đổ gạch đá lấn chiếm gần hết lòng sông, làm lán với hàng chục mét vuông. Sông Ba Xã là sông tiêu thoát nước của ba xã Đồng Tiến, Hồng Tiến và Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Trong đó, riêng xã Đồng Tiến tiêu thoát nước cho khoảng trên 100 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp, chưa kể dân sinh. Việc để người dân lấn chiếm hành lang sông không chỉ ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, gây ô nhiễm môi trường, mà còn gây bức xúc trong nhân dân, coi thường pháp luật. Tình trạng lấn chiếm lòng sông đã xảy ra nhiều năm nay, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn. Có lấn chiếm một ít dòng chảy, nhưng tất cả các công trình giao thông thủy lợi mà có vi phạm là chúng tôi phải thống kê tất để báo cáo huyện, đồng thời là xây dựng kế hoạch để giải tỏa, rồi là không giải tỏa được thì chúng tôi cưỡng chế. Chắc chắn là phải giải tỏa ít nhất là phải trên 50% các hộ vi phạm. Thì tới đây chúng tôi còn có cả kế hoạch là xây dựng là kè đá hai bên để cho các hộ gia đình không lấn chiếm nữa. Để bảo đảm việc tiêu thoát nước trên sông này, chính quyền xã Đồng Tiến cần có các biện pháp kiên quyết triệt để. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, tổ chức ký cam kết các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ tài sản theo đúng quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm cần phải tiến hành cưỡng chế, giải tỏa để bảo đảm quản lý đất đai đi vào nền nếp.